Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn trong năm 2021. Hệ số này được dùng làm căn cứ tính các khoản thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được Hà Nội áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong đó các thửa đất tại 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có hệ số cao nhất là 2,15.